Vâng, xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, cô chú ạ, hiện tại thì đang vào cái giờ chiều rồi, bây giờ là 6 giờ. Và ngày hôm nay thì em Tuyên hiện tại sẽ ăn bữa tối ở trong thôn Đề Chia mọi người ạ. Ngày hôm nay thì em Tuyên đang bảo em thề là đi mua một con gà bản đi cô chú ạ. Thì cũng nói chung thề là vào tem em Tuyên thì cũng được cũng gần một tháng rồi. Gần một tháng rồi, nhưng mà cái công việc của tem thì nó như mọi người biết là cũng đang cố gắng là chia sẻ những hoàn cảnh của thôn Đề Chia cũng như hoàn cảnh thôn Mé Lầu, cũng có thể là rất nhiều hoàn cảnh khác nữa. Hy vọng là có thể giúp được những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao nguyên đá này. Vâng, chào anh Võ nha, anh Võ đi làm về à? Đấy, anh Võ thì đang đi vừa làm về đang ngồi hầu dinh, tí nữa sang nói chuyện sau. Em sang nhà Po tí đã. Thì mọi người biết thì đi làm cái công việc thiện nguyện thì bản thân kênh của em Tuyên thì nó còn nhỏ lắm, nên là em Tuyên hôm nay và chiêu đãi một con gà bản mọi người nha. Thì đang sang đây để bắt mọi người ạ. Đó. Sang đây vì bắt đầu giờ này thì gà nó mới vào chuồng. Còn ngày bình thường cái lúc tầm 1 2 giờ chiều các cô chú khó bắt lắm. Vườn thua khó đuổi lắm mọi người ạ. Đấy. Bây giờ chúng ta xem này, đang bắt gà tận tại bản luôn và trong tận chuồng luôn. Đây. Dê đã đẻ ra đây này. Bắt được chưa? Ấy giờ nhanh đấy. Con to quá không, già không? Ừ. Con già không? Ok ok. Con này. Thôi ạ. Ôi giời ơi, bên trái người mà mạ ơi. Gà được về rồi mà mạ ơi. Các cô chú thấy không? Bây giờ là tối rồi, gà bắt đầu nó nằm ở trên chuồng kia thì bắt đầu mới thò tay bắt được. Còn ban ngày nó bắt đuổi, chiều nay em Tuyên bảo ấy, bắt nhưng mà nó nhảy hết ra ngoài ngoài nương ấy. Không bắt được đâu, khó lùa lắm. Đây này. Dê mới đẻ xong cô chú này. Ôi trời ơi. Hay không? Nhà em Po, nhà em Nu đây trong kia dê cũng được nhiều ấy. Em Tuyên xem này. Cho cô chú xem nhá. Gà đang chạy loạn lên đấy. Đấy, dê này. Ừ. Bây giờ thì hơi tối rồi, các cô chú nhìn không rõ đâu. Đấy, như này. Dê đấy. Bên này nữa này. Đấy. Nói chung là ít nhất là bà con là cũng chăn nuôi được con dê, con bò. Thì thế thì nó đỡ hơn. Sao sao? Được chưa? Ui. 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 Điện thoại em kìa. Điện thoại em hay gọi ai đấy? Để thẻ. Ờ, điện thoại kêu ai? Ờ, lúc tẩy ơ lúc vậy. Ờ, tưởng có thế. Ờ, anh tưởng có em. Này gà này. Thế là tối nay là ăn ăn tối nhà thề nhá. Ờ thì em thì con gà này thì anh mua để cũng chào mừng là anh em mình cũng đi gia nhập tem gần được một tháng rồi. Gần được một tháng rồi nhỉ? Được chưa? Chưa được một tháng. Chắc là một con được rồi. Ngày đúng tháng luôn mà. Đấy đấy. Vâng. Đấy. Gần được một tháng rồi thì chúng ta cứ liên hoan trước đã. Nhỉ? Hôm nay thì đi làm về mệt rồi nhưng mà chưa về nhà vội. ăn cơm ở trong bản. Thế mà vui vẻ ăn rất là nhiều ấy. Vất vả. Đấy, tối nay là có gà ăn các cô chú ạ. Đây. Bà con thì đâu? Vâng thì ạ. các bà đang hỏi là ăn thịt gà hả? Hỏi bao nhiêu tiền? Nhà này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu đấy. Luộc em nhỉ? Đúng rồi, luộc. Luộc luộc xóc muối hay là sao? Hay là chấm? Sao như nhau hơn lắm. Luộc chứ. Luộc. Ừ, luộc chấm ăn ngon hơn. Luộc luộc rồi, luộc có lá chanh nữa càng tốt. Lá chanh với em làm cái nước chấm của em ấy. Ngon đấy, cái nước chấm. Thích à? Đó. Bây giờ thì đấy. Nhà trong nỉa nhá. Đấy, nỉa đun nước hộ con nhá. Đấy, mẹ đang cười. Đấy, nhà thề nó trông sạch sẽ không chú ạ? Đây này. Có được bóng đèn năng lượng này này. Đấy thề thì thề mổ nhá. Vì cái cảnh giết mổ này thì YouTube không cho quay. Ok, thế thì nữa anh ra. Bây giờ thì đấy. Các cô chú thấy không? Bà con thôn Đề Chia thì
nhà nào cũng vậy thôi, đi chăn dê về. Thế thì buổi chiều ở đây thì em Tuyên sẽ đi thăm thăm bản vào một cái ngày chiều như này. Vào cái ngày này thì các cô chú biết là hiện tại nhà Phú, nhà anh Xì cũng đang chuẩn bị xây nhà. Đấy, nhà thề chỗ này. Em gái về này, quét sạch sẽ chưa? Đấy, bà con bên kia là đi chăn tù chì về đấy. Năm con đấy. Nhà nào cũng thế về. Còn bà con ở đây thì chuyên là đi thả dê vào bắt đầu tầm hơn 12 giờ. Bà con ăn cơm trưa xong bắt đầu bà con mới đi thả. Đó. Chứ vì thả nó sớm quá thì nó sẽ nó bị nắng, nó không ăn được cỏ. Em Tuyên đi xuống bên dưới này này, em Tuyên thấy là ở cái mỏm nước này như là ai đang lấy nước thế này. Các cô chú thấy đấy. Bà con thôn Đề Chia thì cái mùa này mùa đang cạn nước nên là đang rất phải tất bật đi vác nước về. Có một bé ở đây này, không biết nhà ai đây, để cho chú xem một bữa liên hoan ở bản nho nhỏ. Ê, mẹ làm gì đấy mẹ? Ôi giời, à đây nhỉ, đang uống nước à? Ui, tà đấy nhỉ? Ôi tà đấy rồi, được hai can họ thông. Chỉ mùa đế mùa này là tà đế, trong Để Chia là tà rồi. Đây được có hai can thôi cô chú ạ. Đây này, cái này tà rồi, không còn gì luôn đấy. Vì bây giờ là nhà nào cũng xây nhà ấy, bà con cũng đang cố vét này. Chắc cố vét được hai can thôi. Rất là may có cái mỏm nước này ấy. Mà người cô bé đấy mà cô gánh được cả hai cái can này giỏi ấy. Ngoan nhỉ, me ôi trời ơi. Đấy nên là ở đây là bà con là ở đây này nghịch đất này nên là mặt mũi hơi nhem nhuốc mọi người ạ. Trời ơi me. Hy vọng là sau này bà con có thêm những cái bể nước nên bà cái chương trình xây bể nước em Tuyên sẽ bảo bà con trong đợt tới này hỏi chú sửa xem thế nào. Cũng được hai can rồi cô chú ạ, cố vét độ o thông này. Úi. Quận phải chặt là không sợ nước nó trào ra. Nhà già nhà po đi uống công hết rồi nhỉ, nhìn nha. Già po xinh. Già già với tù tù Nhiệt Chi. Mù tà hết rồi ấy nhỉ. Đấy. Già là bố của em gái này mà để cho hai em gái đang để cho tụp bò trông đấy. Đấy. Đây là tụp bò đấy. Hai người. Hai con đi. Đây là cái váy này, tại váy sinh như này là của các cô các chú, món quà các cô chú mang lên cho ấy. Đấy, có những chiếc váy sinh như vậy đấy. Bố mẹ thì đi làm, bây giờ ở nhà chơi với bà đấy, rất là ngoan. Trộm vía ngoan thực sự. Ừ. Bò làm sao mà bế được. Ôi ui. Ôi trời mẹ này. Đấy, bà gánh nước rồi phải cõng đây. Đấy. Thì lúc nãy cô ấy đang múc nha, em Tuyên xuống quay cho cô chú xem này. Ngày hôm nay em Tuyên thấy bà con vác từ buổi chiều ấy, chiều là bà con đi chăn dê về ấy, bà con vác này. Múc này, hết nước rồi cô chú này. Đấy. Cái mỏm nước không còn một cái gì luôn á. Ồ, đấy. May là có cái mỏm này đấy. Thôi bây giờ thì cứ để đến sáng mai thì nó sẽ ra dần. Bà con múc nước tắm điếc tát ở đây. Đó. Bản Đề Chia thì nó rất là yên bình. Các cô chú biết đấy. Mỗi nhà xuống múc một tí nước. Các bé thì cũng đi học. Ok, mọi người ơi.
Wow. Tối nay thì lâu lâu ở lại kiểm tra xem là cái đèn năng lượng nữa mọi người, đèn năng lượng của bà con nữa, đèn năng lượng xem là nó còn sáng hay không, cái hệ thống đèn, nhất là đèn ở chỗ bạn trường học ấy. Chào Niến nhá. Đấy giờ anh vừa đi vào công về. Đấy giờ chào anh vừa nhá. Đi vào công về muộn nhỉ. Người đàn ông ấy đi cắt cái cỏ này về cho bò đấy. Bây giờ ở đây tối tối rồi, không có điện khổ lắm. Đi quanh quanh. Xin chào em, ôi trời ơi, con còn nu à? Ôi, tối quá mọi người ạ. Bên này nhà vợ chồng A Phú. Hôm nay là cũng chuẩn bị dỡ nhà ấy. Có những hàng xóm sang ăn cơm cùng, tiên vào xem nào. Rồi, xin chào, đang nó mò hả? Ây da. Ây da. Ừ, ăn cơm gì? À, hôm nay là bà con đến giúp là hôm nay mua được tủ cay à? Đấy có chú ạ, chỉ có ít gà, gà lạnh đúng không? Ăn lại không dùng bát nhỉ? Sao không quen dùng bát nhỉ? Mỗi người một cái bát chứ. Bà con đây không quen dùng. Đấy. Nhà Phú đây là đèn năng lượng này, sáng đây, cái đèn này nữa sáng này. Đèn nước này. Đấy, cái ngon đấy. Thôi, ăn cơm đi nhá. Các bé này, úi giời ơi. No gì đấy mẹ? Nó cay à mẹ? Hả? Ông này làm việc ác lắm ấy, bé này làm việc ác lắm ấy. Chịu khó. Rũa. Thôi, có lẽ là xin chào gia đình thôi. Thôi. Đấy. Bà con đây là 6 giờ hơn nữa ăn cơm rồi cô chú ạ. Vì nó tối à. Mọi người thấy không? Bây giờ 6 giờ 18 giờ 18. Đây là nhà chú gấu. Em Tuyện không cầm cái đèn đi sợ nó tối vào quay không được thấy hình ấy. Đây, nhà chú gấu thì cũng có đèn năng lượng đây. Chưa bật mọi người ạ. À, bật rồi kia. Đây, xe máy của em Tuyên này. Các cô chú thấy không? An toàn không? Ở đây chia này, kệ, chìa khóa để đây chả sợ mất. Tối mù luôn mọi người ạ. Đấy. Đấy, bên này còn có lấy điện này. Đấy. Nói chung là giờ này thì cái đèn năng lượng nó chưa sáng. Nó chưa sáng được. Phải xíu nữa mọi người nhá. Thế thì bây giờ thì có bà con cũng đang chuẩn bị ăn cơm ấy. Nói chung là cái công việc của bà con thì bây giờ chắc chắn phải chuẩn bị ăn cơm sớm vì ở đây nó không có điện. Đấy. Bây giờ thì em Tuyên sẽ về. Về chỗ nhà A Thề để chuẩn bị cùng em Thề mổ gà. Và thì nữa chúng ta xem là ở cuối video em Tuyên đang có một vị khách. Một vị khách là lên với bản để chia. Mọi người nhá, có thể các cô chú sẽ thấy được đó là ai. Thì nữa thì em Tuyên sẽ bật mí trước có một vị khách thôi, còn thì nữa là ai thì chúng ta sẽ xem nhá. Một vị khách này thì cũng đã đến bản để chia cách đây là tầm rơi vào tầm 3 năm rồi. Bây giờ anh cũng quay lại thăm bản để chia xem sự khác biệt của thôn bản để chia như nào. Đó. Đây này, em Tuyên đi xuống đây là thấy nhà anh Chính này. Đấy, đây, chào anh Chính nhá. Đây vẫn sáng ngay đây nhỉ? Đây vẫn tâu mà. Đấy, sẽ thoải mái sáng. Đấy, còn những chỗ này sáng ở bên kia chưa thấy đâu. Chỗ bên kia vẫn chưa thấy nhà nào sáng cả. Không biết thế nào. À, chỗ nhà anh Pó sáng rồi. Chỗ kia chưa thấy lên. Chỗ kia hai nhà sáng rồi. Thì nó buổi tối đứng ở trên xuống xem mọi người ạ. Em Tuyên quay xem là thấy sáng hay không nhá. Không, bây giờ thì muộn muộn rồi, đi về nhà thề hộ thề làm gà đi mọi người.
ăn nhanh còn về, không thì muộn mất. Muộn thì chắc đã muộn rồi. Tối nay sẽ trải nghiệm đi đi đường về mọi người ạ. Xin chào anh nhá. Đâu muộn thế? Ấy à, đi làm ở chợ Chú Sử nhá. Đi làm ở bên cả anh trai của em trai của anh gì à? Làm bên đâu? Đi là công ty ở dưới kia đấy. Nho Hai á? Làm ở chỗ làm đường kia? Đúng rồi. À. Thế là leo cái đường cầu thang kia về mọi người ạ. Đây thì các cô chú xem kìa, ở chỗ này rất là tối. Thì em tiên ra xem thì cái đèn năng lượng ấy bà con cũng đã sáng hết rồi mọi người. Đây này. Ví dụ như bên này này. Đó. Bên này thì mọi người xem đèn rất là sáng. Chỗ này là đèn, chỗ này là có nhà A Tha. Hai vợ chồng đấy, sao? Hai vợ chồng đang ua mọ đây này. Đây món gì đây em? Rau. Rau cải. Cải chua. Đấy. A Tha đây thì có em thêm em bé này nữa này. Ôi trời ơi. Ui da, ui da. Ui da, thơm em bé kìa. Ui da ôi. A Tha này, mẹ này cứ thích chơi với bố lắm này này. Nghịch ngộ nghĩnh lắm. Đấy, ở đây không có điện nữa khổ lắm. Với lại là không có nước ấy. Như nhà A Tha sáng ấy nhỉ. Điện này sáng đấy. Ôi thớt này. Rau cải nấu bé này thôi mọi người. Đấy thì đấy là bên này đấy, nói chung mọi người thấy không? Có nhà em thề đây có cái ống khói. Cái này thì nó không đen. Và chúng ta đi vào trong đi. Vị khách bí mật thì đang ngồi ở trong kia. Chúng ta cứ xem công tác chuẩn bị của thề đến đâu nữa. Thế nào rồi? Tỏi à? Ok. Em thái ít ớt để đấy nha, để tí xóc muối luôn đấy. Thái ít ớt này. Xong rồi để anh xóc vào. Thề chưa làm ớt, chưa làm xóc muối bao giờ? Chưa. Thề gà xóc muối ngon đấy. Đấy. Thề thì tay dao tay thớt giỏi lắm. Gà sắp được rồi đúng không? Được rồi, sắp được rồi. Ok mà. Gà khá là to các chú ạ. Đây đang luộc ở trong cái nồi này. Bếp trên bàn nữa. Hay chà, nóng quá. Chỗ này thì mình không cầm được. Không có gì cầm. Đâu để lấy, không có cái rẻ nào để ấy nhỉ. À đây đây đây. Wow. Đây các chú này, đấy. Ok đấy thầy ạ. Thơm đấy. Nhìn rất là thơm luôn đấy. Thề lại còn cho cả xả vào nữa mọi người. Thế là chỗ này nhà rất là gọn gàng. Đây. Chỗ này chọc chặt ra xóc muối. Không? Ok thế ớt thôi, vừa ớt thôi, ủi nhiều thế. Ủi cho nhiều thế. Thế rồi em ạ. Ôi ông ăn cay này, ai ăn được. Dạ vâng cô chú ạ, đây thì chính là nhân vật em Tuyên cũng đã có bật mí. Vâng, chào anh. Xin chào em, xin chào Tuyên và xin chào mọi người đang theo dõi kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, thì cũng khá là lâu rồi anh thăm lại bản để chia. Và rất là vinh dự hôm nay cũng vào một cái buổi tối. Thì em nghĩ là anh hôm nay đi vào buổi tối này trải nghiệm hết cái bản. Nó một cái bản đặc sắc là nó không có điện. Không, lúc đầu ấy, trước khi lên đây là anh đã xác định tư tưởng là đến một cái bản không có điện mà ở một cái nơi mà treo leo như thế thì chắc chắn là rất nhiều thách thức. Thế nhưng mà khi lên đến nơi ấy, thì anh kiểu bất ngờ luôn, thực sự là bất ngờ luôn. Bởi vì mỗi nhà đều có bóng đèn, không những là bóng đèn trong nhà còn bóng đèn ở ngoài sân nữa. Tức là mình cảm thấy nó đẹp ấy,
Xong rồi không những đèn mà lại đường nó lại không còn nguy hiểm. Thậm chí là anh còn thấy hơn nhiều bản người Mông có điều kiện khác, khi mà người ta vẫn còn những cái đường mà kiểu nó không rõ ràng, mình phải đi từ nhà này sang nhà kia rồi các thứ. Còn ở đây thì anh đã thấy được phân chia đường nó khá là khoa học, ngăn nắp. Đấy, thì đấy là rất là hoàn toàn bất ngờ luôn. Dạ vâng, vâng, thì cũng cảm ơn anh. Nói chung là cũng nhờ sự trợ giúp của các cô chú, và nhất là phải cảm ơn anh rất nhiều, vì cũng đây là 3 năm rồi, em nghĩ là 3 năm nhỉ. 3 năm anh quay lại bản để chia, thì cũng rất nhiều các cô chú khán giả theo dõi kênh của anh, và từ lúc đó anh cũng lên thăm bản để chia, và có rất nhiều cô chú cũng đến thăm bản qua kênh của em. Và cũng rất là tình cờ, có rất các cô chú cũng đã có những cái cuộc gọi điện bảo em là anh Nam đang ở trên này, con có thể gọi điện mời anh thăm lại bản để chia, để có thể anh có thể trải nghiệm lại bản để chia, xem nó qua những năm tháng vừa rồi xem nó có sự thay đổi và phát triển hay không. Là cũng hôm nay nhờ anh đánh giá cho xem là liệu bản nó thế nào. Cũng nói thật luôn là anh ấy thì rất là yêu thích những cái nơi mà nó còn hoang sơ một chút ấy. Dạ, nên vâng, là anh rất ngại khi mà tới thăm một cái nơi mà kiểu mọi người đã làm quá nhiều rồi. Đấy là cái chia sẻ thật nhá. Dạ, vâng. Thế nhưng mà khi em gọi điện cho anh ấy, thì anh cũng nghĩ bởi vì đây là một cái nơi mà một trong cái nơi mà anh yêu thích nhất, xét về cái ngày xưa 3 năm trước ấy, là dạ, vâng, nó gây cho anh một cái cảm xúc vô cùng là ấn tượng luôn. Thì anh cũng nghĩ thế thì mình sẽ quay lại để xem như nào. Thì anh cũng không nghĩ rằng là nó sẽ thay đổi theo chiều hướng rất là tích cực như thế này. Dạ. Anh chỉ nghĩ là nó sẽ kiểu hơn được một chút thôi, để theo cái thang điểm đánh giá, bởi vì anh cũng đi, ngay cả hiện tại anh cũng đi rất nhiều bản người Mông rồi. Thì anh nghĩ rằng là ví dụ mình đang từ 1 đúng không, mình có thể lên đến 3 đấy, thì anh chỉ nghĩ đến đó thôi. Thế nhưng mà khi mà tới đây thì anh nghĩ là nó cũng hơn những cái bản người Mông khác anh đi rất nhiều, và anh nghĩ là nó đã được tầm 6 đến 7 điểm đó. Thì để có được cái sự thay đổi rất là tích cực như này thì chắc là anh nghĩ là cái việc mà anh lên thăm ngày xưa thì nó chỉ là một cái gợi mở nhỏ thôi, còn cái công lao chính thì vẫn thuộc về em cũng như là các mạnh thường quân, bởi vì mọi người mới là người trực tiếp đóng góp, hỗ trợ, rồi hàng ngày theo sát, rồi lên các ý tưởng, lên các kế hoạch để thay đổi chỗ nào, rồi ra sao, sâu sát hàng ngày, và phải hiệu quả thì nó mới được như này. Đấy là cái mà thực sự là những cái cảm xúc đọng lại trong anh là như vậy. Dạ vâng, vâng, thì em cũng cảm ơn anh, vì đây thì hiện tại thì em cũng đang mời anh vào một cái ngôi nhà mà ngày trước thì em nghĩ là cũng là khá là ấn tượng với anh. Thì em nghĩ là sau những tuần đi quay về, anh có nhắn tin lại ấy, thì bảo là đến thăm lại cái chú mà hôm anh vào thăm có bị ốm đấy. Thì đấy là cũng là cái tin nó khá là buồn. Thì thời gian anh đi thì sau tầm 1 tháng thì chú sẽ mất. Chú mất, và bây giờ em thì đây là em con trai út của chú đấy, thì bây giờ cũng đã được các cô chú hỗ trợ cho một cái ngôi nhà, thì anh thấy là cũng khá hơn ngày xưa. Vì đợt trước anh vào thì cũng chú thì ngồi ở trong một cái nhà thì cũng gọi là hơi sậm sệ một chút xíu, đúng không ạ? Xong tối tù mù cứ phải ngồi ở cửa để có một tí ánh sáng vào ấy. Đạo vâng. Tức là một căn nhà mà theo cái kiểu phong thủy mà anh đi nhiều ấy, thì nó kiểu âm khí nhiều. Âm nhiều hơn đúng không ạ? Âm nhiều hơn, tức là người đã ốm rồi, tức là mình cảm giác ở trong cái ngôi nhà như thế nó cũng sẽ ốm theo. Đạo vâng. Khó mà khỏe được. Nhưng mà đúng lần này anh, tức là bước vào đến cổng, đến đầu làng phát, đến đầu bản thôn phát là anh đã không thể không nhận ra rồi, bởi ngay căn nhà nó đã thay đổi hoàn toàn. Xưa anh nhớ là cái hàng rào nó bằng những cái cây người ta ghép lại. À vâng, đúng rồi ạ. Đường thì cũng bằng gỗ thì phải. Đấy, vâng, làm rất là lụp xụp. Bây giờ nhìn phát thấy một căn nhà khang trang, đường cũng bê tông, nhà thì cũng xây bằng gạch các thứ ấy. Mà đặc biệt là anh cũng biết là rất nhiều những cái ngôi nhà mà được hỗ trợ các mạnh thường quân xây, nhưng mà anh thấy là mọi người ở trong nhà thì vẫn giữ cái tập quán kiểu ngày xưa ấy. Thế nên dạ vâng, tức là mình chỉ thấy nó thay đổi ở cái phần vỏ thôi, nhưng mà cái căn nhà của em thề, dạ vâng, em thề anh thấy là cũng sạch sẽ. Đấy, tức là anh thấy là có thể là em cũng bắt đầu thay đổi từ không chỉ bề ngoài nữa, mà là thay đổi cả cái chiều sâu, cái suy nghĩ bên trong dần dần ấy. Dạ vâng, thì em cũng thật anh là cũng đang rất là mong muốn là bà con cố gắng một ngày một thay đổi hơn anh ạ. Ừ. Thế thì ngày trước mình chưa biết, nhưng bây giờ thì có thể là mình thay đổi dần dần. Để vì
nếu mà để thay đổi cả một bản làng hoặc thay đổi cả một con người, tính cách người ta thì rất là khó. Nhưng mà mình em nghĩ là cứ mỗi ngày mình tuyên truyền cho bà con một chút xíu thì bà con sẽ thay đổi nhiều. Và đây thì chủ nhà xong chưa? Xong rồi. Đây thì em ngồi đi. Vâng. Chủ nhà đây thì em này cũng em thề thì cũng rất là khá là nhanh nhẹn ạ, nên là cũng biết tiếp thu những cái mới và bỏ đi những cái cũ. Đấy, ngày trước mình chưa biết nhưng bây giờ thì mình cũng đã biết, gọi là biết tương đối rồi. Nên là cũng được các cô chú yêu quý và nói chung là em đấy sẽ là người đi đầu để cho bà con thôn bản nhìn thấy vào và bà con thôn bản học nữa anh ạ. Anh thấy em kết nạp bạn đi theo em được đấy. Vâng, em thì cũng đang muốn là kết nạp em thề này để đi là có thể là phiên dịch viên. À. Và cũng đi chia sẻ, mà em đấy rất là lanh ạ. Công việc thì em rất là nhanh nhẹn nữa. Tuy người bé bé thế thôi nhưng mà khỏe cực kỳ. Nên là rất là nhanh. Thì nhưng cũng... mà nếu mà muốn đi theo anh Tuyên ấy thì em không được mời mọi người cái này nhá. Cái nước này này. Đấy. Thì được tập trung còn làm việc chứ. Vâng đúng rồi. Đấy. Thế thì em mời cả gia đình xuống đi, xong rồi mời anh. Đấy. Thì có lẽ là đây là bữa ăn rồi thì đại diện gia đình là em thề chủ nhà đây thì sẽ mời anh Nam quay lại bản, và hôm nay mời các anh là thưởng thức cái món gà bản địa. Quá ngon luôn. Tức là cái này là gà này là anh biết là khi mà có khách đến thì mọi người mới mổ gà thiết đãi thôi đúng không? Dạ vâng. Thế là anh nói chung là mình cũng vừa vui mà cũng vừa kiểu kiểu cũng thấy hơi một chút áp lực ấy, bởi vì người ta có đàn gà có mấy con thôi, mổ mất một con để mời mình rồi. Dạ. Đấy. Mà ở đây xa. Tức là anh thì vẫn đi theo con đường cũ, đi khá là vất vả. Lên đến đây thì bạc mặt ra bở hết cả hơi tai. Thế nhưng mà thấy trước mắt là thấy rất là ấm cúng khi mà được sự tiếp đón như này. Thế em giới thiệu đi. Em giới thiệu, anh này muốn là giới thiệu em này là ai đấy? Em gái. À em gái. Vợ. Thì bố từ mất lâu đến 3 năm rồi. Thì em có vợ chưa? Em có rồi ạ. Em thì vợ con đâu? À, con hay có đi học ạ. Thế còn thì vợ thì ngày xưa đâm bị ngáng ấy, không ngủ được. Không ngồi được, không ngồi khoanh chân được. Ngày xưa đã bị ngắn, bị đau đầu, đầu xưa to như thế này á, thì mà em đi đó ở đêm đưa ra bệnh viện ở Hiệp mà nghiệp và thì mà bác sĩ không giúp được ấy, thì mà bảo em đi đưa ra mà hàm da, đơn ra hàm da thì mơn mất hết 30 triệu, để lũ ở na khắp ở 2 tháng và 1 tháng như vậy, đó mà chắc chắn ngày hôm nay năm nay thì chắc là khó rồi. Tức là cuộc sống mặc dù đã đỡ khó khăn hơn, đỡ vất vả hơn một chút nhưng mà vẫn còn nhiều thứ khó khăn vẫn còn tồn tại phía trước đúng không? Vâng đúng ạ. Thôi anh nghĩ là cuộc sống nó là như vậy mà. Vâng. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ kiểu nó yên ổn được. Đúng nó rồi. Có cái này thì cái khác. Thì chắc chắn thì ngày trước thì không có anh đi vào thì mà em không có một cái nhà mới thì không có cái điểm mới các kia đưa vào thông mình thôi, thì anh đi vào thì mình chắc là có các cô các chú của chúng mình qua của các anh chị này, các ông các bà thì mà cả làm giúp đưa một phần đấy, lấy phần đấy mua sang ở mua là Siman đóng gành các kiểu là được một cái nhà mất. Nhưng mà cảm ơn các cô các chú của các anh chị rất là nhiều. Thì có anh ngày trước thì em biết anh biết anh mà không biết tên thì biết mà thôi. Nhưng mà có tù giam tù lao hơn đầu 3 năm, 4 năm đấy. Thì mà thông cảm anh nhé. Không ra. Hôm nay thì anh vào thì không có xe đâu. Thì nắng chiều một tí thì em cũng hào thì biến một cao nhỏ nhỏ thôi. Đấy, rất là hay anh ạ. Đó. Thì thế nếu hôm nay là mời anh đấy thì có cái tình cảm gì thì cứ mời anh đấy nhá. Không phải có đi rượu à? Ở đây tình cảm là qua rượu thôi.
Thì ở trên bờ đấy thì chắc chắn thì không có gì mà có một chế diện rất là vui. Ok. Nói chung là ngày hôm nay anh cũng rất là vui khi mà một cái clip nhỏ nhỏ của mình ngày ngày trước mà có thể có những cái tác động tới cuộc sống của một người, của một gia đình. Đấy là cái mà anh cảm thấy rất là vui và nó là cái động lực cho những người làm nghề như như mình, Dạ. như như là Nam với cả Tuyên. Đấy. Thì nhân đây ấy, thì anh cũng biết là anh là một vị khách ghé thăm và em cũng mổ một chú gà. À, Cái này là ngày tức là đàn gà đã thiếu đi một con. Nên đối với mọi người thì chăn nuôi cái thứ là rất là quan trọng. Đôi khi cái ngô cái nghiếc trồng vất vả ấy, thì người ăn còn ít, chủ yếu là cho gia súc gia cầm ăn. Đấy thì để mọi người biết rằng là gia súc gia cầm rất là có giá trị trong đời sống của đồng bào người Mông. Đấy thì hôm nay thì anh đến đây thì anh thì không phải là một kênh chuyên về từ thiện đó, thì anh cái này là tất cả là bằng cái tấm lòng của anh thôi, thì anh cũng muốn gửi một chút tới em đó, thế và hy vọng nó là một cái món quà nho nhỏ để anh em mình coi như là lần này gặp cũng là lần thứ mấy rồi đúng không, thì hy vọng có nhiều lần nữa đúng và mỗi lần gặp thì đều thấy được cái sự tích cực của nhau rồi cùng đi lên em nhá. vâng Đấy, 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 lời chúc của em anh thông nhá. báo không nói Không, anh đây là tấm lòng của anh, thế là đúng rồi em chê tấm lòng của anh thì à? mà anh có cam vào thì nó chỉ khá là vui rồi thì mà em không là anh thôi. Không, đây là tấm lòng. Thế bây giờ như này nhá, em đây là em gái của em đúng không? Đúng à. Ừ, thì bây giờ con mẹ mẹ ngại à? À, mà mẹ à, không không ở ấy, à, không ngủ ấy. Không ngồi á. À, không ngủ được ấy. à Già quá. bác ngại đúng không? Đúng Thế rồi. bây giờ như này, anh sẽ gửi cái này để cho em gái em mua mấy con gà hay là một đàn gà gì đấy. Đấy về để làm giống, lần sau anh lên lại mổ gà mời anh tiếp. Được Vâng. không? Cái này được đấy nhá. Này em cầm làm vốn Rất nhá. Đấy. là thỏ thẻ đấy mọi người ạ. Em đã ấy chưa? Em đã chưa lập gia đình đúng không? Đúng Em bao nhiêu tuổi rồi? thế là 14 tuổi mà À không mới hào 14 thì không ngấp nghé rồi đúng đấy. rồi không không hào Ừ. không biết đấy Trước khi đến đây anh thấy mấy ông 11 tuổi đang đi tán gái rồi đúng đấy. Thì em cầm này em làm vốn nhá. Em mua một đàn gà nhỏ nhỏ về em nuôi, xong sau này mình tự lập mình cũng không cần phụ thuộc quá nhiều vào chồng nhá. Dạ, Không cần phải em lấy chào chồng xin. sớm, nó cứ đi học Dạ, đã nhá. chắc là cháu xin cảm ơn anh nhé. Ok Dạ, em. xin cảm ơn. Vâng, cũng cảm ơn anh, thực sự là quá tuyệt vời. Thì có nghĩa là anh em mình thôi cũng đã khá là muộn và khá là đói đúng không anh? Thì đây thì chủ nhà thì em là chủ nhà thì có lời gì thì thôi chúng ta phát biểu thôi, nhà phá cỗ thôi. Và chúng ta tất cả đi, Vâng, tất xin cả chúng ta chào cùng chúc mừng đi, em. chúc Vâng, mừng cho chúc mỗi em sức lần khỏe nhìn nhé. thấy nhau đều thấy Dạ, sự chúc tiến tất cả bộ anh tích sức cực. khỏe. Vâng. Chúc Dạ vâng. Tuyên nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến nha. Vâng, em cũng cảm ơn anh. Thực sự em là cũng phải là những người đàn em đi sau thì cũng hy vọng là và cũng phải muốn bản thân mình phải học hỏi được từ các anh rất là nhiều để có một ngày mà phát triển đi hơn. Vâng, em cũng chúc sức khỏe anh là mong rằng kênh Chúc và cũng em như sức sức khỏe khỏe nhé. của tất cả mọi người đều một ngày mà phát triển nữa. Vâng, Ok, chúc em sức khỏe nhé. vâng vâng Chúc xin mừng mời nhiều mọi sức khỏe. người. Vâng, em mời anh. Vâng, Vâng. có lẽ là em Tuyên cũng xin phép mời các cô một Thôi. chén rượu và có lẽ là để cho anh em tự Vâng. nhiên thì có lẽ là em Tuyên cũng xin phép là được tạm dừng video đây thôi. Vâng cô chú ạ, thì vừa rồi thì cũng cảm ơn em Thề. Nay hôm nay là một con bữa cơm trong nhà em Thề gặp lại một anh người anh gọi là một kênh YouTube rất nổi tiếng chính là anh Hoàng Nam. Có thể anh lại thăm bản Đế Chia thì như các cô chú thấy thì cũng cũng rất là vui khi anh có những lời nhận xét là bản Đế Chia của chúng ta đã ngày hôm nay đã thay đổi rất là nhiều. Đấy. Thì bây giờ thì em Tuyên cũng dùng bữa cơm xong và cũng đã ra đây để chia sẻ với cô chú một chút hình ảnh để mọi người biết được đây những cái đèn năng lượng đây này. Đấy, bà con thì cũng đã đi ngủ hết rồi. Đèn năng lượng thì cũng đã chiếu sáng hết rồi mọi người nhé. Đây này. Thầy có thể quay ánh sáng bên kia. Bên góc kia thì nhà anh Pó này, nhà em Trá nói chung là hầu như là đèn không có nhà nào hỏng không thầy. Đúng, đúng rồi, không Đấy. có nhà nào hỏng ạ. Ok, thế thì rất là tuyệt vời rồi. Và bây giờ thì các anh biết rằng các cô chú rất muốn là ra điểm trường.
Vì các cô chú bảo là không biết điểm trường buổi tối nó sẽ sáng như nào. Có đây, sáng hết. Chỗ nhà anh Chính đây này. Bà con bên nóng có bên ngủ hết ở ngoài à? Đúng rồi. Đấy, chỗ này thì nhà anh Chính sáng hết này. Nói chung là vui lắm. Một cái bản lâu lắm rồi anh mới ở buổi tối ấy nhỉ. Đúng rồi. Đợt trước là đợt đây, đi đường này cho nhanh. Đợt trước là anh nhớ có lần là hôm nào nhỉ, hôm ở trong bản là hôm đấy là đợt đấy ngủ ở nhà trà đấy, đấy đang làm đường đúng không? Đúng rồi. Xong rồi còn một hôm là uống rượu ở trong trường học nữa. Đấy là hôm đấy ở buổi tối để cho con chú thấy được là cái vẻ đẹp ở trong thôn Điều Chia mình như nào. Nhưng hôm nay thấy tất cả các đèn năng lượng vẫn còn sáng để chiếu sáng cho bà con thì rất là vui rồi. Đây thì có đường này đi lại nó dễ dàng hơn nữa rồi mọi người ạ. Vì các cô chú muốn biết là cái điểm trường học nó 3-4 bóng điện kia xem nó sáng như nào nữa cơ. Đây, chúng ta sắp đến rồi. Đèn năng lượng đấy rất là hay. Đúng. Nếu mà không có người thì nó sẽ sáng bé bé đúng không? Đúng rồi, có người thì sáng to. Đúng rồi, đấy nó ở chế độ tự động đấy. Vâng. Buổi tối rồi thì ở trong này nó tối om mòm xòm xòm luôn. Nhưng mà ngày hôm nay trăng thì rất là đẹp. Đây các chú ạ, sắp đến rồi. Nói chung là kể cả lúc đường này đi buổi tối nó dễ dàng hơn đúng không? Không vấp phải đá, không quàng phải dây. Vâng, đấy các cô chú thấy không ạ? Đến đây thì sáng luôn mọi người ạ, đấy không? Nó tự động luôn, có người phát là sáng tự động luôn. Trường học rất là sáng mọi người nhá, trong này những cái bóng trong lớp học sáng choang luôn thế đúng không? Đúng ạ. Đây thì quay cho cô chú xem này. Đấy thì bản Đều Chia luôn, ít nhất là nó có những ánh điện. Năng lượng này quá tuyệt vời rồi, sáng quá. Thôi thì đây là một buổi hôm nay cũng là một nhân dịp là anh Hoàng Nam thăm lại bản Đều Chia, cũng như là để cho anh ấy thấy được và các cô chú khán giả xem kênh anh Hoàng Nam cũng như là khán giả xem kênh Tuyển Hà Giang thấy là được từ ngày trước đến giờ bà con thôn Đều Chia thay đổi như nào. Đấy là cũng một sự thay đổi rất là tuyệt vời. Và em Tuyên cũng hy vọng rằng có các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân luôn luôn đồng hành cùng bản Đều Chia để bà con một ngày thay đổi hơn nữa nhé. Còn có lẽ là bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Cho em Tuyên xin được tạm dừng video đây. Xin chào, hẹn mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở theo nha. Em Tuyên xin chào ạ.